Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái vị thuốc rất là tốt mà có thể nói rất là tuyệt vời ở trong Đông y. Đó là trái kim quýt. Đây là cái cây kim quýt của mình. Đó, cây kim quýt đó. Cây kim quýt. Cây kim quýt của mình á, là cây đây là có tuổi đời là mình trồng hơn 20 năm rồi. Có thể bây giờ có thể nói là thuộc hàng cổ thụ. Hàng cổ thụ rồi. Đó, cây kim quýt của mình đó. Bây giờ mình nói về cái trái kim quýt. Thì cái ở trong Đông y á, là theo các nghiên cứu á, là ở trong cái cây kim quýt này có chứa rất nhiều là folate, magie, sắt, riboflavin, đồng, kali, vitamin A, manga, vitamin C, chất xơ, chất béo, protein, carbon hydrate, vân vân. Thì ở trong Đông y á, là cái trái kim quýt là có rất là nhiều tác dụng, ngay cả tất cả toàn bộ cái cây kim quýt, từ thân cây nè, lá cây nè, rễ cây nè, và đặc biệt là cái trái của cây kim quýt. Thì hôm nay là cái clip của mình chia sẻ đối với các bạn đi, với các bạn đó là mình nói về cái trái kim quýt. Đây, các bạn thấy trái kim quýt không? Đó, nó đó, trái kim quýt này nè, đó, trái nó rất là đẹp, tròn như là viên bi, mà khi mình ăn á, mình bứt cái trái là mình ăn nè, là có vị chát chát, chua chua, thanh thanh, nói chung là đủ các vị của tự nhiên đó, nghĩa là về lợi 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 đó đó, nó cũng ngon lắm. Không biết có ai đã từng ăn trái kim quýt chưa thì có thể là các bạn cũng đã biết cái mùi vị của trái kim quýt rồi, nó cần nghe mùi vị của thuốc. Thì cái cây kim quýt á, là dồi dào cái chất chống chất oxy hóa, là ở cái trái kim quýt á, là có khả năng là giảm cái tình trạng của bệnh tim. Thì theo Đông y á, thì người ta sử dụng trái kim quýt là những người mà bị bệnh tim á, là người ta sử dụng trái kim quýt để người ta giảm bớt bệnh tim và các tình trạng về cái bệnh tự miễn. Thì các bạn cũng biết là các bệnh tự miễn là rất là nhiều thể loại về bệnh tự miễn, thì trong đó là trong Đông y người ta cũng dùng trái kim quýt để người ta trị bệnh tự miễn, giảm sự phát triển các tình trạng ví dụ như là viêm khớp này, giảm thấp này, rồi ngăn ngừa tổn thương oxy hóa các tế bào đó. Thì nói chung là cái cây được dùng trong Đông y là với một cái gọi là công dụng rất tuyệt vời, có thể nói là cải thiện sức khỏe tổng thể và giúp là tránh bệnh tật rất là nhiều, đó là trong Đông y. Thì mình thì mình cũng hay bứt cái trái vì mình trồng cái cây đây cũng là hơn 20 năm rồi, nên thành ra là mình ăn cái trái này suốt. Cái cây của mình nó to lắm, quay video thì mình thấy nó như vậy, chứ còn ở ngoài là cây của mình là thuộc cái hàng cổ thụ rồi. Đây, cái gốc cổ thụ nè, các bạn thấy không, cái gốc này gốc gốc cổ thụ này lớn lắm, mình trồng hơn 20 năm rồi, mình trồng lúc cây còn nhỏ kia, nó bây giờ nó lớn không mà rất là cao, cây cao lắm. Thì ở cái trái kim quýt cũng như một là có cái tính chất là tăng cường hệ miễn dịch, vì ở trong cái cây kim quýt này là có cái hàm lượng C rất là cao, có nghĩa là vitamin C rất cao, nên đây chính là chắc có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng do cái virus và ký sinh trùng, vi khuẩn, ngăn ngừa cái sự tích tụ của các gốc tự do đó, nên rất là tốt và rút ngắn cái thời gian bị nhiễm trùng đường hô hấp và cải thiện các cái triệu chứng đó. Thì ví dụ như mà một ai đó mà ví dụ như mà bị viêm họng, ví dụ như bản thân một số người người ta bị viêm họng, người ta chỉ bứt trái kim quýt đây, người ta ăn vài trái thôi là hết viêm họng ngay, đó là cũng là được chứng thực đó. Hoặc là người ta có thể là chữa một số bệnh về cái đường viêm họng này, rồi một cái bệnh này kia này nọ, nói chung là rất là nhiều đó. Thì nói chung là rút ngắn được cái thời gian nhiễm trùng cái đường hô hấp và cải thiện các cái triệu chứng đó, là nó là như vậy đó.
còn cái ồ trời đó cái cây Đấy. thì cái cây kim quýt là cái trong có tác dụng trong y học đó, có nghĩa là còn tác dụng là hỗ trợ sức khỏe về cái tiêu hóa, có nghĩa là trong những cái lợi ích của cây này mà đối với sức khỏe chính là cái hàm lượng chất xơ cao. Mà hàm lượng chất xơ cao á thì giúp bổ sung cái chất xơ và giúp bổ sung vào trong phân và ngăn ngừa các cải thiện về cái tình trạng mà táo bón. Có nghĩa là nhiều nghiên cứu mà về y học á thì cho biết là cái loại dược liệu này á, có nghĩa là cái trái kim quýt này á là có khả năng giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Đó là có và ngăn ngừa các loét cái đường ruột và chống lại bệnh viêm ruột. Thì một số người mà bị vấn đề về đại tràng là người ta cũng dùng trái kim quýt trong điều trị đông y chống lại các bệnh về viêm ruột. Rồi một số người mà ví dụ như người ta muốn giảm cân á thì người ta cũng cũng dùng cái trái kim quýt để giảm cân, là vì cái hàm lượng calo rất là thấp nên hàm lượng chất xơ cao nên là đem ra giảm cân rất là tốt. Nhưng mà bổ sung những người mà ăn kiêng mà ăn trái kim quýt thì bổ sung chất dinh dưỡng thì rất là tuyệt vời, đó là mình thấy đó. Còn nếu như mà ví dụ như mà người ta mà muốn giảm cân nhanh hoặc là giảm cái lượng thức ăn nạp của cơ thể thì người ta phải sử dụng nước ép á, nước ép kim quýt. Nhưng mà muốn ép thì cũng khó lắm, là vì trái kim quýt nhỏ mà muốn ép thì chắc cũng phải nhiều trái lắm mới ép được á. Chứ mình đây cái cây mình trồng á, bình thường là trái cây của mình là nhiều lắm, mỗi lần ra trái có thể ra là mà đợt nhiều có thể mấy trăm trái trên một cây á. Còn đến khi mình tỉa bớt cành thì cũng còn được mấy chục trái cả trăm trái, chứ còn nhiều là mấy trăm trái lận. Đó là cái trái của mình rất là đẹp, chín này trái nó chín múp luôn, rất là đẹp, rất tuyệt vời. Thì cái cây của mình á dạng như là cổ thụ rồi. Ồ đẹp quá. Thì cây kim quýt mình ở trồng ở cái miền Trung là nhiều, Nam Trung Bộ rồi Nam Bộ là nhiều, ở ngoài Bắc trồng cũng được, nhưng mà cái do cái khí hậu nên thành ra là ở miền Trung miền Nam là trồng cũng phải phát triển. Về cái vấn đề mà phong thủy á thì cái cây kim quýt cũng là thuộc một cái cây phong thủy tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay cái clip của mình làm là mình chỉ nói về cái trong đông y, cái công dụng trong đông y thôi, nên thành ra là mình cũng chia sẻ với các bạn về cái vấn đề trong đông y. Còn trong phong thủy thì cây kim quýt là cũng rất tuyệt vời, vì dùng sử dụng trong phong thủy để chân cũng là một điều rất là tốt. Rồi còn cái trái kim quýt thì ăn thì các bạn ai mà ăn rồi thì các bạn cũng thấy đó, cũng nói chung là cái vị cũng hơi khó nhưng mà có vị thuốc, nên thành ra là nếu mà ăn được thì quá tốt, vì cái trái rất là ngon, mà trong cái trái có hột to lắm, nên thành ra là mình cũng 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 ăn được thì mình ăn, còn mà ăn không được thì mình cũng cố gắng mình coi thử, nếu mà mình vì chữa bệnh gì đó mà mình ăn thì mình cũng rất là tốt, nên là trong đông y. Còn mà ví dụ như mà ở cái nguồn gốc của cây á, là ở Malaysia á, là những cái cây ở Việt Nam mình là đa số là có nguồn gốc từ Malaysia với lại ở Hồng Kông. Thì những cái loại cây cây kim quýt á, mà ở ở đất nước mà Indonesia á, là người ta dùng cái lá kim quýt để người ta chữa những cái bệnh, người ta đắp lên trên bụng á, người ta ra điều trị, ví dụ như là người ta chữa những cái bệnh như là về đau bụng rồi, hoặc là những cái vấn đề mà có liên quan tới cái hệ tiêu hóa, mà người ta có thể dùng một số phương pháp, đó là theo 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 nghiên cứu là như vậy. Cái trái rất là đẹp phải không, mà nhiều 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 bạn ăn cũng rất khó, nhưng mà nếu mà biết cách mà cố gắng thì nói chung là ăn rất là tốt. Ôi cái cây của mình này, với cái cây mình dạng cổ thụ rồi nên thành ra cái trái cũng 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 bự lắm chứ không phải nhỏ. Mà cái trái mà cái cây bự thì trái bự hơn, chứ mình cũng có chiết ra cái cây nhỏ nhưng mà đều cái trái không có bằng. Còn đây là những cái trái mà kích cỡ ở ngoài thì nó cũng là cũng to lắm, cũng to hơn bình thường một chút, nó dinh dưỡng nhiều, mà trong ở trong có cái hột cũng to lắm đó. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn là về cái cây kim quýt là nó như vậy, nên thành ra là ở một số nơi á, người ta dùng cái trái kim quýt để người ta ngâm rượu á, có nghĩa là quý lắm, có nghĩa là trong đông y cũng như là người ta đem ra người ta phơi khô. Sau khi phơi khô xong rồi á là bắt đầu mình cũng từng phơi khô rồi,
hơi khô xong cái đem ngâm vô trong rượu. Thì ngâm vô trong rượu là người ta dùng để đãi những cái bạn, những quý, những người bạn quý, là người ta có thể là uống một hai ly rượu để người ta tâm sự nữa đó. Đó có nghĩa là rượu kiếm quýt mà, rượu kiếm quýt có nghĩa là dùng để đãi bạn hiền, để đãi bạn quý. Thì một số tỉnh á, là một số tỉnh là ở miền Nam hay Nam Trung Bộ trở vô là người ta hay dùng rượu kim quýt, còn ở ngoài Bắc người ta cũng có dùng, nhưng mà do cái cây cái số lượng cây mọc không có nhiều nên thành ra là cũng cũng khó có được trái khô. Còn ở miền Trung rồi trở vô miền Trung đến miền Nam đó là cái cây mọc cũng nhiều lắm, nhưng mà phải là cái cây mà cái cổ thụ nên thành ra cái trái mới mới được to như vậy, chứ còn mà cái cây nhỏ là chắc cũng không được to lắm. Cái trái cũng quýt rồi vậy. Thì các bạn mà ai mà có trồng cái nhà ai mà có trồng cái cây kim quýt đó, mà nếu như mà có những cái vấn đề mà như mình chia sẻ đó, thì các bạn thấy là nếu mà tốt hoặc là được đó, là các bạn có thể ăn thử cái trái kim quýt. Mình cũng ăn suốt mà, cái trái mình trồng, cái cây mình trồng mình ăn suốt đó. Nhiều lúc mới ho ho phải không, nhiều lúc ho hoặc là viêm họng đó, là mình lên mình bứt cái trái ăn, mình ăn vài trái là cũng rất là đỡ. Nó là vị thuốc, nó tốt cho cơ thể lắm, nó tốt cho dạ dày. Nó cũng là cũng có những vân đó, nó có những cái vấn đề mà tốt, nhưng mà mình chia sẻ lúc đầu video đó. Đó cái cây đây, cái hột trồng cũng dễ lắm, nhưng mà có một cái là cái cây đây mà muốn làm bonsai là cũng mất thời gian lắm, là vì cái sự phát triển của cây không có nhanh được, chậm, nên thành ra những cái cây mà kim quýt mà thuộc về cái hàng mà cổ thụ là nói chung là hiếm. Chứ còn mà những cái cây mà mình mới trồng ra, có thể là muốn mà cây mà to to chút là cũng phải mất thời gian nhiều chứ không phải ít đâu, cũng khó lắm chứ không phải 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 nhiều thời gian, nói chung mất thời gian để trồng một cái cây. Nên thành ra cũng có, nhưng mà sau cái thời gian mình trồng như vậy thì mình lại có thành quả, mình thu được là những cái trái rất là đẹp và rất là ok đó. Các bạn thấy cái trái này không, nó là một cái thuốc rất là tốt trong đông y, trong đông y cực kỳ tốt, và trái kim quýt này cực kỳ tốt, có thể là nói là cái trái mà rượu kim quýt là cực kỳ quý. Mình thì mình không 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 mình đa số mình dùng trái tươi mình ăn là chính, chứ mình không có uống rượu kim quýt nhiều, nhưng mình cũng biết là một số người ta nghiên cứu ra là người ta làm rượu kim quýt là như vậy đó. Đó thôi, clip mình hôm nay là mình chia sẻ với các bạn tới đây. Ôi, chào và hẹn gặp lại các bạn nha.